đây nha các bạn, trái dừa lúc nãy á mình đã chặt ra rồi. Đấy, thì mình dạt cái đít này, rồi dạt cái đầu, mình cố gắng làm sao cho đẹp đẹp thôi. Đấy, bây giờ đây là gạo lúc nãy mình đã ngâm khoảng thời gian là khoảng 2 tiếng. Đấy, bây giờ mình sẽ cho một ít muối vô gạo. Các bạn không thích thì các bạn không cho, mình thích, riêng mình thì mình thích ăn nó mặn mặn tí, mình cho vào ít muối thôi, cái này tùy thôi các bạn. Rồi trộn gạo lên. Rồi đây là nước dừa, nước dừa của trái dừa này nè bạn, nó nhỏ xíu à mà ra nước quá trời luôn. Rồi bây giờ mình công đoạn tiếp theo của mình á, mình sẽ cho gạo vô trái dừa này. Lúc nãy mình cứ tưởng là cái ruột dừa nó nhỏ, mình ngâm gạo có chút xíu à. Đấy, nhưng mà chắc bây giờ không đủ á, gạo này chắc được cỡ nửa trái dừa. Thôi kệ, được nhiêu mình bỏ vào bao nhiêu thôi. Rồi, cho gạo vô. Rồi hết gạo. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước dừa vô. Thì cho nước dừa xăm xắp thôi. Cho nước dừa xăm xắp mặt gạo. Rồi sau đó chúng ta sẽ đem trái dừa này đi hấp. Chờ một tiếng sau xổ số rồi coi có thành công hay không. Mà không thành công thì chắc ăn cũng được. Rồi đây các bạn, các bạn thấy gạo trong trái dừa không? Nó hơi mờ. Rồi, không biết sao nữa đó. Nó được nửa trái dừa. Rồi, giờ cho nước dừa vô. Cho nước dừa vô bằng cái gì đây? Rồi, bây giờ mình sẽ cho nước dừa. Cơm nấu trái dừa. Cơm của mình có bỏ tí muối nấu với nước dừa. Không, không phải nấu, hấp chứ. Rồi, nó sắp sắp nước rồi các bạn. Cái nèo bỏ nhiều quá một hồi nó nhão, mà ít quá một hồi nó khô. Thôi, thà ăn khô chứ không ăn nhão. Rồi, mình cho nó sắp sắp nó cao hơn một gạo chút xíu à. Khoảng chừng 5 ly. Rồi, ok các bạn, bây giờ mình sẽ đem nó đi hấp. Đậy nắp lại cái đã. Đây. Rồi, trả về nguyên dạng. Rồi, bây giờ mình đi hấp thôi. Rồi đây các bạn ơi, trái dừa mình đã cho vào nồi chuẩn bị hấp. Mình cố tình cho nước nhiều nhiều chút, tại vì hấp khoảng chừng tới tiếng đến tiếng rưỡi rồi. Trái dừa thì bỏ trực tiếp vô nồi luôn rồi, không cần phải kê ở dưới đâu. Tại vì cái đít dừa nó cũng khá là dày, không sợ gì hết. Rồi, bây giờ mình sẽ đem trái dừa đi hấp. Rồi, chờ kết quả coi tiếng sau có thành công hay không. Rồi, xin chào các bạn. Mình đã quay lại ở đây. Trái dừa này nấu 1 tiếng rưỡi các bạn. 1 tiếng 20 phút. Người ta bảo có 1 tiếng hồ mà tiếng lấy ra nó còn sống. Đây. Sau 1 tiếng rưỡi thì thành quả mình như vậy đây. Cơm nó không có nổi tràn lên tới miệng tại vì gạo mình nấu không có đủ. Đây. Các bạn có thấy cơm trong không? Có vẻ chín hết rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ người ta bảo là cứ lột từ từ ra mà mình thấy cái vỏ này nó cứ ngắt à. Cho nên bây giờ mình sẽ đi chẻ đôi trái dừa này ra luôn để coi cơm nó trong này nó như thế nào nha. Rồi này các bạn, nóng quá. Đây, chẻ ra rồi đây. Đây, không biết ngon hay không nhưng mà trước mắt là thấy thơm rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ thử coi cái cơm này nó như thế nào nha. Đây các bạn thấy ở đây nè, cơm nó không có quá nhão, không có quá khô. Rồi bây giờ mình sẽ thử một miếng thôi. Cơm cũng có vị ngọt, ngọt hơi lạ các bạn. Nó không biết sao nữa nhưng mà nó thanh thanh ngọt. Lại tại vì mình cũng có bỏ thêm ít muối á, cho nên cũng vừa ăn lắm.
Tại vì mình chỉ làm cái cơm không mà mình không có làm thêm món gì nữa. Không có cảm nhận hết được cái độ ngon của cơm. Có lẽ là cái món này sẽ làm xôi nấu trái dừa hay cái gì đó sẽ ngon hơn. Cảm ơn các bạn đã coi video của mình. Nếu các bạn thích thì vui lòng comment bên dưới video cho mình nhé. Để mình biết ý kiến của các bạn về cái món cơm nấu trong trái dừa này. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp của mình. Xin chào các bạn.